muối ớt tôm rất khô và màu thật là đẹp. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn cùng các em ngày mới may mắn và thành công trong công việc. Khi làm tôm khô, phần đầu tôm tưởng chừng như bỏ đi, nhưng mình tận dụng đầu và vỏ tôm đã làm khô để làm muối ớt tôm và bột tôm rất là thơm ngon. Vậy là phần trên tôm mình chỉ bỏ một chút xíu trên mắt, túi đen và chỉ đen trên lưng. Tất cả phần còn lại mình đều tận dụng hết. Các bạn hãy thử tận dụng đầu tôm khô làm muối ớt một lần, ăn là ghiền luôn. Ở đây mình có 100g đầu tôm. Đầu tôm này mình tận dụng lại khi mình làm tôm khô ở video trước đó các bạn. Và 50g tỏi, 50g ớt. Ớt này á, nó không có cay lắm. Trăm gram muối nhuyễn, 5g bột ngọt, 15g đường và tiêu. Còn đây là phần vỏ tôm. Vỏ tôm này đã được sấy thật là khô. Bây giờ mình sẽ cắt tỏi và ớt để chút nữa dễ xay. Nhà mình có trẻ nhỏ nên mình sử dụng cái loại ớt này nó cay nhẹ. Và bây giờ mình sẽ xay trước cái phần vỏ tôm này. Mình sẽ xay thật mịn như bột luôn các bạn nha. Xay như vậy là đã được. Bột tôm rất là thơm, không có vị tanh. Vì trong lúc mình làm tôm khô, mình có ướp rượu trong đây. Bột tôm này sẽ được dùng tạo màu trong các món như là lẩu hải sản, lẩu Thái, bún riêu, canh cá, vân vân. Rất là ngon các bạn. Để trữ cái bột tôm này được lâu hơn, mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Rồi bây giờ đến xay cái phần đầu tôm. Đầu tôm được xay nhuyễn, bây giờ mình cho nó ra cái chảo này. Và xay tỏi, ớt. Tỏi và ớt đã được xay xong, cho chung vào trong tôm luôn.
Bây giờ mình sẽ cho vào 100 gram muối, tới đường, bột ngọt, và 1/2 muỗng cà phê tiêu. Nếu ai thích ăn cay thì mình cho nhiều hơn, hoặc là mình sử dụng ớt cay. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Khi mình cho tỏi và ớt vào đây thì nó sẽ làm cho muối hơi bị ẩm ướt một chút. Và mình sẽ rang muối với lửa trung bình. Trong lúc rang, mình sẽ trộn thường xuyên để tỏi và ớt không bị khét. Đây, mình đã rang được 10 phút. Bây giờ cũng đã chuyển màu và ớt cũng hơi khô rồi. Lúc này, mình cũng đã rang muối được 30 phút. Cũng đã khô rồi nè các bạn. Để muối trữ được lâu hơn không bị ẩm, bây giờ mình sẽ rang thêm 5 phút nữa. Nhưng lúc này mình rang với lửa nhỏ. Đây, tất cả mình rang muối là được 35 phút. Muối cũng rất là khô, nó chuyển một cái màu đỏ sẫm thật là đẹp. Bây giờ muối ớt tôm đã thành phẩm. Muối rất khô, cái mùi tôm nó rất là thơm và vị cay nhẹ nhẹ của ớt. Ngon lắm các bạn. Muối này mình sẽ dùng chấm với các loại hải sản, hay là những cái loại trái cây mà chua chua, ngon tuyệt vời các bạn ơi. Nói tới cái thấy thèm quá trời luôn á. Các bạn hãy thử tận dụng đậu tôm khô làm muối ớt một lần, ăn là ghiền luôn. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem và ủng hộ video ạ.